Tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình trưa nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tìm ra nguyên nhân khiến nhiều học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh nghỉ bệnh bất thường. Mùa săn cá đổng ở Lý Sơn. Bảo tồn loài gà quý hiếm ở khu bảo tồn thiên nhiên Bù Hu. Câu chuyện cuộc sống, cẩn trọng trước xu hướng làm giàu xuất hiện trên mạng xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương giám sát phòng ngừa H5N1. Triệt phá đường dây ghi số đề hơn 250 tỷ đồng. Hấp dẫn bắt mắt với những sắc màu của hủ tiếu Sa Đéc. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, tối qua chiếc xe khách chở khoảng 30 người lưu thông hướng Bắc Nam khi tới địa phận huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Rất may là tài xế và hành khách đã nhanh chóng xuống xe. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy. Do xe khách có chứa nệm và nhiều chất dễ bén nên ngọn lửa lan nhanh. Lực lượng cứu hỏa dùng vòi rồng phun nước. Khoảng 15 phút sau, đám cháy đã được khống chế. Song toàn bộ chiếc xe đã bị cháy rụi. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra làm rõ. Còn vào sáng nay, trên đường tỉnh 741 đoạn qua ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, một nam thanh niên điều khiển xe máy đã tông vào bờ tường bên đường dẫn đến tử vong. Khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, nam thanh niên 22 tuổi ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước điều khiển xe máy lưu thông trên đường tỉnh 741 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Đồng Phú. Khi đến ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi thì xe bất ngờ mất lái lao sang lề đường, tông vào bờ tường. Cú tông mạnh khiến nam thanh niên và xe máy dội ngược trở lại, tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Mới đây thì nhiều học sinh của hai trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám và Trung học cơ sở Lam Sơn tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bỗng nhiên nghỉ bệnh bất thường và đều có triệu chứng là đau họng, sốt, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt. Liên quan đến vấn đề này, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết nguyên nhân. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế đã đến làm việc với hai trường trên và điều tra giám sát tình hình dịch bệnh. Qua điều tra, ghi nhận số học sinh nghỉ học vì bệnh cũng như là số học sinh xuống phòng y tế của hai trường này để khám vì có triệu chứng sốt, mệt tăng nhanh trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 2 với tổng cộng hàng trăm học sinh. Triệu chứng chính của các học sinh này chủ yếu là đau họng, sốt, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt. Ngoài ra còn ghi nhận khoảng 10 đến 15% trường hợp có tiêu chảy, buồn nôn, nôn. Sở Y tế đã chỉ đạo các bác sĩ nhi khoa có nhiều kinh nghiệm đến hai trường này để khám và chẩn đoán lâm sàng cho học sinh còn triệu chứng. Các chuyên gia nhi khoa nhận định nguyên nhân gây bệnh ở những học sinh này khả năng cao là do nhiễm siêu di hô hấp khá thường gặp ở trẻ em. Đây là căn bệnh do các tác nhân virus hay gây bệnh ở trẻ em gây ra, đa phần diễn tiến nhẹ, tự khỏi và không cần nhập viện. Thưa quý vị và các bạn, cá đổng là một trong những loài thủy sản có giá trị kinh tế cao. Hiện đang là mùa cá đổng, ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi sử dụng thuyền thúng hoặc thuyền công suất nhỏ đi đánh bắt cá để kiếm thêm thu nhập. Sau hơn 5 giờ bủa câu, ngư dân bắt được từ 15 cho đến 20 kg cá đổng. Cá câu ở vùng biển gần bờ tươi ngon được bán với giá 200.000 đồng một ký. Theo ngư dân, thời điểm này cá đổng về cư trú nhiều nên sản lượng đánh bắt đạt khá. Mùa câu cá đổng của người dân Lý Sơn diễn ra vào khoảng từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau. Việc khai thác cá đổng cũng đơn giản, ít tốn phí đầu tư. Hàng năm mùa cá đổng mang lại thu nhập khá cho người dân mưu sinh bằng nghề vỗ lưới, giăng câu ven bờ. Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bù Hu ở xã Thanh Quá, ở tỉnh Thanh Quá đã triển khai dự án điều tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài gà nguy cấp quý hiếm thuộc họ trĩ tại khu bảo tồn thiên nhiên Bù Hu, nhằm xác định sự phân bố quần thể, sinh cảnh sống, các mối đe dọa, từ đó đề xuất giải pháp bảo tồn. Đến nay, đơn vị này đã phát hiện 5 cá thể gà lôi trắng và gà tiền mặt vàng tại tiểu khu 56 thuộc rừng đặc dụng Bù Hu. Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bù Hu đã nuôi thử nghiệm được 100 cá thể gà lôi trắng trong khu bảo tồn. Theo Ban quản lý khu bảo tồn, tại Việt Nam, bộ gà họ trĩ với 20 loài,
Trong số 20 loài gà, hiện có 11 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam và 7 loài có tên trong sách đỏ thế giới. Gà tiền mặt vàng là loài gà quý nhất trong các loài gà được ghi nhận tại khu bảo tồn thiên nhiên Bù Hu. Tại Thanh Hóa, gà tiền mặt vàng đã xuất hiện tại khu bảo tồn thiên nhiên Bù Hu ở khu vực xa khu dân cư với số lượng từ 3 đến 4 cá thể trên một đàn. Còn gà lôi trắng có kích thước cơ thể khá lớn, bộ lông của cá thể đực rất đặc trưng, dễ nhận biết, thức ăn của gà là bắp lúa, trái cây rừng. Việc thực hiện dự án trên góp phần duy trì ổn định, phát triển các loài gà quý hiếm, bảo tồn duy trì nguồn gen lâu dài, đồng thời giúp cho người dân địa phương nâng cao trách nhiệm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật hoang dã. Thưa quý vị và các bạn, startup là từ khóa phổ biến nhất là trên mạng xã hội, được nhiều người trẻ quan tâm trong những năm gần đây. Việc nghiên cứu học hỏi để làm giàu là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên thì có một thực trạng đáng lo ngại, đó là nhiều người trẻ chạy theo các xu hướng khởi nghiệp làm giàu xuất hiện trên mạng xã hội khi chưa có sự chuẩn bị, chưa có đủ kiến thức và chưa đủ khả năng đối mặt với những thách thức, nên rất dễ bị thất bại. Vậy thì những người trẻ cần phải làm gì trước xu hướng này? Câu chuyện cuộc sống trưa nay sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đánh thức giấc mơ tỷ phú, trở thành triệu phú ngay cả khi đang ngủ. Giấc mơ triệu đô hiện thực ngày mai. Chỉ cần gõ cụm từ khóa học làm giàu, bí quyết làm giàu hoặc xu hướng kiếm tiền trên các nền tảng mạng xã hội, chúng ta không khó để chừng về hàng trăm, thậm chí là cả ngàn kết quả với đa dạng nội dung. Nhiều người chỉ chia sẻ những bề nổi từ thành công của họ và trở thành nguồn cảm hứng lớn cho người trẻ khác. Để rồi, khi nhìn vào những bề nổi ấy, nhiều người bắt đầu làm theo mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Khoảng 2 năm trước, khi mà nghe đến cái cụm từ startup, thì mình hiểu nôm na đó là khởi nghiệp. Từ lúc đó thì mình cũng muốn tự làm chủ, tự kinh doanh về cuộc sống của mình và kinh tế của mình. Nên mình đã bắt đầu nghỉ học và tự kinh doanh, bán quần áo. Mình tạo ra một cái thương hiệu riêng cho mình và thuê người thiết kế quần áo rồi in và bán ra thị trường. Nhưng cái thời điểm đó thì mình không có quan tâm gì tới thị trường như thế nào lên xuống. Thì phẩm của mình tuy đắt nhưng mà lại không bằng người ta. Tiền phí nhân viên, bãi kho, các thứ nó đều đội lên và chi phí của mình đang bị hao hụt. Và mình đã sử dụng hết phần tiết kiệm của mình và tiền hỗ trợ của gia đình. Khoảng hơn một năm thì mình mất hết tất cả và mình lại thêm một khoản nợ do mình tạo ra và buộc mình phải dừng lại. Hiện nay, nhiều bạn trẻ mong muốn có việc làm với mức lương cao sau khi ra trường, nên dễ dàng chạy theo các ngành học hot mà không quan tâm bản thân có thực sự yêu thích và phù hợp hay không. Theo học ngành truyền thông bị cảm thấy yêu thích và nghĩ rằng ngành này sẽ là xu hướng kiếm tiền cao trong tương lai. Nhưng rồi một ngày, xem được rất nhiều những video chia sẻ về nghề IT với mức thu nhập khủng, cậu sinh viên năm 2 ngành truyền thông Lê Vũ Hân đã quyết định dừng lại ngành đang học và chạy sang học ngành IT. Thế nhưng, kết quả mang lại không như Hân nghĩ. Lúc mà mình tìm hiểu về IT á, thì mình biết là nó khó, nhưng mà mình nghĩ là chỉ cần cố gắng thì sẽ ổn thôi. Nên là mình chuyển ngành vô học ở một trường tư. Khi mà vào học rồi thì mình trời như vỡ mộng luôn á. Rồi mình cảm thấy mình không có giỏi, mình không có hứng thú với nó. Rồi mình thiếu năng lượng với nó, mình trình độ của mình nó tụt lại so với các bạn ở trong lớp. Rồi mình học được năm thì mình quay lại mình học ngành cũ. Rồi nói chung là mình mất một năm trời cho cái bài học vội vàng đứng núi này mà trông núi nọ. Cái thành công của người ta nó không phải là của mình. Người ta làm được, mình làm không được, nó là chuyện bình thường. Bởi vì thí dụ bạn muốn làm một cái điều gì đó để thành công thì thứ nhất là bạn phải có sở trường về nó. Thí dụ như là cái bạn đó bán cà phê là có lời, là bởi vì bạn am hiểu cà phê, bạn hiểu thị phần, bạn có bí quyết, có công thức, có phương pháp để bạn pha chế, có cái cách để mà kêu gọi khách hàng và làm hài lòng khách hàng. Rồi ví dụ mình thấy người ta thành công về, mình bắt chước mình làm theo, trong khi đó sở trường mình không biết, những cái khả năng về kinh doanh bạn cũng không biết. Thì cái chuyện mà người ta thành công đó là thành công đối với những người người ta có am hiểu, người ta đã có trải nghiệm. Bởi vì bạn muốn làm cái gì đó thành công đó, nó phải hội đủ ba yếu tố. Cái thứ nhất là bạn phải có sở trường về chuyện đó. Thứ hai là bạn phải có khả năng kết nối cái nguồn lực
và có cái sự am hiểu nhất định về cái đó. Cái thứ ba đó là bạn phải có một cái sự trải nghiệm nhất định. Những tấm ảnh chụp bằng hình khoe tài khoản ngân hàng, lãi suất đầu tư xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Không ít người trẻ lầm tưởng và đổ tiền đầm theo, hay cảm thấy tiếc nuối vì cho rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, thực tế nếu không có kiến thức thì không thể thành công dễ dàng. Những người khoe thành công trên mạng xã hội, dù cho họ có thành công thực, thì những bài học, sự đánh đổi mà họ phải trải qua, chúng ta đều không thể thấy được. Bạn muốn ra làm ăn cái gì đó, thì bạn phải tích cực lăn lộn và am hiểu cái thị trường đó. Thường thì tôi hay khuyên các bạn là nên làm thuê một thời gian. Như bạn mới ra trường, bạn làm nó thất bại dễ lắm. Bởi vì bạn đâu có trải nghiệm đâu. Và mặc dù bạn đã được học trên trường, nhưng mà khi bạn ra làm, đó là một cái chuyện nó hoàn toàn mới, bạn không áp dụng được. Chịu khó, đi làm thuê là một, quan sát tìm cầu là hai. Kiêm nhiệm một cách sâu sắc về cái quá trình làm ăn của người khác. Ngay là bạn chuẩn bị cho bạn vừa kiến thức, vừa cái sự cảm nhận và vừa cái cảm xúc ở với cái thị trường, thì lúc đó bạn mới có thể làm được. Người trẻ hoàn toàn có thể thử những xu hướng mà mình cảm thấy phù hợp, có thể đổi mới bản thân, có thể kiếm tiền bằng những con đường khác với con đường của những người đi trước. Tuy nhiên, chúng ta cần sáng suốt, kiên quyết với những lựa chọn, nhưng đừng vội vàng với các quyết định của mình. Nhưng thưa quý vị, trước mỗi xu hướng làm giàu, nhất là xuất hiện trên môi trường mạng, thì chúng ta cần phải tìm hiểu thật kỹ xem là mình có thật sự phù hợp và đủ yêu thích, đủ đam mê, đủ tiềm lực để đi theo nó hay là không. Và hãy nhớ rằng là mọi con đường làm giàu chân chính thì đều phải trải qua những khó khăn vất vả, đòi hỏi ở chúng ta sự nỗ lực và quyết tâm làm cho đến cùng. Còn tiếp tục chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay là các thông tin đáng chú ý sau. Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương giám sát phòng ngừa H5N1. Triệt phá đường dây ghi số đề trên 250 tỷ đồng. Hấp dẫn, bắt mắt với những sắc màu của hủ tiếu Sa Đéc. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố lịch kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, thì kỳ thi được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6 năm 2023. Trong đó, ngày 27 tháng 6, các thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 28 đến ngày 29 tháng 6, thí sinh làm bài thi. Để chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo nội dung sửa đổi bổ sung quy chế thi hiện hành theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo tổ chức thi và đang xin ý kiến các chuyên gia và dư luận xã hội. Theo đó, phương thức tổ chức thi và các quy định cơ bản như bài thi, ra đề thi, coi thi, chấm thi, cách tính điểm xét tốt nghiệp, phúc khảo về cơ bản giữ nguyên như các năm 2021-2022, chỉ thực hiện điều chỉnh một số nội dung mang tính kỹ thuật nghiệp vụ để tăng cường kỷ cương, nề nếp phòng thi, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tổ chức kỳ thi an ninh, an toàn. Trước diễn biến khó lường của dịch cúm gia cầm H5N1, Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn cấp triển khai đồng loạt nhiều hành động nhằm giám sát và phòng ngừa dịch bệnh này trên diện rộng. Đây là số phòng giường bệnh mà Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi có sự xuất hiện của ca nhiễm cúm H5N1 đầu tiên xâm nhập vào thành phố. 20 giường cấp cứu hồi sức cho bệnh nhân nặng và hơn 50 giường cho người có những triệu chứng nhẹ hơn. Sẵn sàng có những cái kịch bản và cũng sẵn sàng chuẩn bị về nhân sự cũng như trang thiết bị để tiếp đón nhận những cái ca mà nếu mà tình hình mà dịch bệnh cúm H5N1 xảy ra, sẵn sàng các cái giường hồi sức cũng như là các cái giường nhẹ hơn để tiếp nhận các cái ca từ trung bình đến nặng. Còn tại các cửa ngõ, nhà ga, sân bay và các khu vực giáp ranh với các tỉnh thành lân cận, Thành phố Hồ Chí Minh đã cho triển khai lực lượng giám sát nhằm sớm phát hiện và ngăn dịch lây lan ra cộng đồng. Đặc biệt lưu ý, các trường hợp có tiền sử dịch tễ đi và đến từ vùng có dịch H5N1 thì phải báo ngay cho cơ quan phòng chống dịch bệnh thành phố để có biện pháp phòng ngừa kịp thời. Các cái cửa khẩu biên giới thì là cái người qua lại, chúng ta phải lưu ý các trường hợp đến từ vùng dịch mà có cái cúm H5N1 hoặc là kiểm soát các cái gia cầm v.v. để chúng ta phát hiện sớm. Chúng ta cũng phải có cái giám sát chặt chẽ các cái cúm gia cầm ở trên các cái đàn gia cầm. Nếu chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta xử lý ngay. Thì có như vậy thì chúng ta cắt từ động vật sang người mà, thì chúng ta cắt sớm cái đường lây.
Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng cảnh báo tăng cường giám sát để phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi nặng do virus tại các cơ sở y tế và cộng đồng. Đặc biệt, đẩy nhanh hoạt động truyền thông về công tác phòng chống dịch H5N1 để người dân được rõ và cùng đồng hành chống dịch. Tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch cúm, phòng chống cái sự lây nhiễm cúm gia cầm từ gia cầm sang người. Ủy ban nhân dân các quận huyện cũng sẽ luôn luôn quan tâm vào ủng hộ và cũng như là thực hiện truyền thông cho người dân theo cái khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, lựa chọn gia cầm có nguồn gốc và chỉ sử dụng thịt gia cầm khi được nấu chín. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề liên tỉnh quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch đánh bạc hơn 250 tỷ đồng. Sau một thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ kiểm tra và bắt quả tang tại 13 điểm ở thành phố Buôn Ma Thuột và 2 điểm tại thành phố Đà Nẵng đang tổ chức ghi số đề cho các con bạc. Cầm đầu đường dây số đề này là Nguyễn Thị Thu Thủy, 50 tuổi và Lê Thị Hằng, 55 tuổi, cùng trú tại thành phố Buôn Ma Thuột. Khám xét tại các địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ 200 triệu đồng, 20 điện thoại di động cùng các thiết bị điện tử phơi đề sổ sách liên quan đến hoạt động ghi số đề. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay. Mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc hơn 600 triệu đồng. Tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm 2022 đến nay là hơn 250 tỷ đồng. Đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn, điện thoại và các mạng xã hội. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Cũng tại Đắk Lắk, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Anh Kiệt, 28 tuổi, trú tại xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Kiệt là cháu rể của ông La Quang Diêu, 46 tuổi, trú tại thị trấn Ea Răng, huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk. Cuối năm 2020, ông Diêu có gọi điện thoại cho Kiệt nhờ tìm mua giùm một chiếc xe ô tô để ông sử dụng. Do đang nợ nần nhiều nơi nên khi được ông Diêu nhờ tìm mua xe, thì Kiệt đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Để thực hiện hành vi, Kiệt đã liên hệ với một công ty chuyên cho thuê xe ô tô tự lái tại thành phố Hồ Chí Minh để thuê một chiếc xe ô tô. Sau đó, Kiệt gọi điện thoại nói với ông Diêu là đã kiếm được xe ô tô và gửi hình ảnh cho ông Diêu xem. Sau khi xem qua hình ảnh, ông Diêu đồng ý mua với giá 700 triệu đồng và chuyển trước 680 triệu đồng cho Kiệt. Sau đó, Kiệt đã dùng 50 triệu đồng đi thuê lại chiếc xe ô tô trên, rồi gọi điện cho ông Diêu xuống thành phố Hồ Chí Minh điều khiển về Đắk Lắk sử dụng. Quá trình sử dụng, ông Diêu nhiều lần yêu cầu Kiệt rút hồ sơ gốc của chiếc xe để làm thủ tục sang tên đổi chủ, nhưng Kiệt luôn lấy lý do để né tránh. Sau nhiều lần yêu cầu Kiệt giao xe nhưng không được, ông Diêu tìm hiểu và biết mình bị lừa nên đã làm đơn tố cáo Kiệt. Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Anh Kiệt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khi nhắc đến Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp thì nhiều người không chỉ nhớ đến thành phố qua của miền Tây mà còn nhớ đến một đặc sản, đó là hủ tiếu. Bánh hủ tiếu được làm từ bột gạo Sa Đéc trắng mịn và thơm ngon. Và theo sự phát triển của làng bột trăm tuổi thì nghề sản xuất hủ tiếu khô cũng được duy trì qua bao thế hệ. Bên cạnh hủ tiếu trắng truyền thống, là nghề đã cho ra thị trường những cuộn hủ tiếu khô đầy màu sắc được gọi là hủ tiếu rau củ để nâng cao giá trị cho sản phẩm. Tuyến đường này thuộc phường 2 thành phố Sa Đéc. Cả khu vực được xem là làng sản xuất hủ tiếu khô với hàng trăm cơ sở từ nhỏ đến lớn. Hủ tiếu được phơi dọc theo tuyến đường và trong sân nhà. Anh Lưu Ba Triệu là chủ cơ sở có ba đời làm hủ tiếu. Từ nghề của cha, anh đã mở rộng sản xuất và là một trong những người tiên phong sáng tạo hủ tiếu rau củ ở nơi đây. Mình muốn tăng cái giá trị của sản phẩm mình lên chút đỉnh. Cái thứ hai nữa là để cho nó có cái gì nó mới lạ. Đó, vậy là tôi cứ nghĩ vậy tôi làm. Vàng này nó chỉ có là ba màu thôi, gạo lít với màu cải bó xôi với củ dền. Mấy bữa trước chán mấy màu cam cà rốt, rồi màu tím pha lan. Hiện nay hủ tiếu rau củ được khách hàng chọn mua tương đương lượng hủ tiếu trắng truyền thống. Trung bình mỗi ngày cơ sở của anh Triệu bán khoảng 400-500 kg. Hủ tiếu cuộn trắng truyền thống có giá 22.000 đồng một ký, còn hủ tiếu rau củ được bán với giá khoảng 29.000 đồng một ký. Hủ tiếu rau củ là màu áo mới cho hủ tiếu truyền thống. Từ đây sẽ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, bắt mắt.
Với những người làm nghề nơi đây, việc không ngừng tìm tòi đổi mới sáng tạo là cách để giữ gìn và phát triển làng nghề truyền thống này. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các quyết định xếp hạng thêm 12 di tích quốc gia trên địa bàn các tỉnh Hà Nam, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Nghệ An, Quảng Bình, Thái Nguyên, Quảng Nam và Đồng Tháp. Các di tích thuộc tỉnh Hà Nam gồm quần thể danh lam thắng cảnh Tam Chúc, di tích lịch sử căn cứ địa Lạc Sơn gồm đền thờ nữ tướng Lê Chân, núi Giác Dâu, đồi Bục, di tích lịch sử mộ và khu lưu niệm Nam Cao và danh lam thắng cảnh Bát Cảnh Sơn. Các di tích thuộc tỉnh Thái Nguyên gồm di tích lịch sử địa điểm thành lập đội thanh niên xung phong công tác trung ương 15 tháng 7 năm 1950, di tích lịch sử địa điểm hoạt động của ban giao thông liên lạc trung ương 1947-1954. Các di tích còn lại gồm di tích lịch sử địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Dừng, tỉnh Quảng Ninh, di tích lịch sử đền thờ Trương Định, tỉnh Quảng Ngãi, di tích lịch sử đền Hào Kiệt, tỉnh Nghệ An, di tích lịch sử mộ và nhà thờ Quan Kiếp Diêm, tỉnh Quảng Bình, danh lam thắng cảnh Bàn Thang, Hòn Mang, Hòn Dứa, tỉnh Quảng Nam, di tích lịch sử địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.